Rồi chào mọi người nhé, thì hiện tại mình vừa sửa xong một sản phẩm vang số MK Scoutic, model là MK 8900 Plus. Em này thì dính lỗi là không lưu được chứng chỉ. Khi mà nhấn vào cái thao tác Saver, đó, kick down chọn giết thì nó sẽ báo là not public admin chấm than. Và khi bị như vậy thì không thể lưu được các cái chương trình chúng ta muốn cài. Mình đã xử lý ok nhá. Để mà lưu thành công thì nó sẽ phải báo là most stories. Mod story này thì là mới là lưu được chương trình. Cái dòng này bên mình làm cho anh em hãng bán hàng mới, anh em đại lý công ty ấy, bán cái dòng này mới rất là nhiều. Có đồ đạc linh kiện để thay thế thì mình luôn luôn có sẵn, chính vì thế là các cái máy móc lỗi khi mà tiếp nhận về sửa chữa rất là nhanh. À đâu, ngọn này trên tắt rồi. Dây này mình đứng ra. Cái cổ này nó bị lỏng. Về toàn bộ cái công nghệ của cái dòng vang này cũng như là các thành phần linh kiện thay thế nhá, công nghệ mình đã cập nhật đủ này. Còn linh kiện thay thế trên bên bo thì bên mình có sẵn. Cái dòng này thì mình full đồ sửa luôn nhá. Con chip đắt nhất, đây là cái con DSP đời cao nhất hiện nay là DSP21571, đắt nhất của Analog hiện nay. Và các cái thành phần IC giải mã bên bo này, màn hình rồi chip khiển mặt thì đều có sẵn. Các cái máy thì mình khi tiếp nhận về mình khẳng định là làm rất là nhanh. Đó. Thì mọi thông tin chi tiết thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp theo số máy là 0979486089 nhá. Mọi thông tin về tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, mua linh kiện hoặc là tư vấn sửa chữa các lỗi chính dòng vàng này. Và một số nữa là số 0868599964 nhá. Mình sẽ liên tục cập nhật các video về sửa chữa các lỗi trên cái dòng vàng MK Scoutic này cho mọi người cùng tham khảo. Đó, thì mọi người những ai chưa đăng ký kênh nhá thì có thể vào đăng ký kênh để theo dõi kênh. Đó, ngoài ra thì mọi người có thể truy cập vào trong phần danh sách video của kênh để tìm hiểu, tham khảo thêm. Đó, các video về chia sẻ, hướng dẫn, giới thiệu sửa chữa các cái dòng máy mà mình đã cập nhật trên kênh.